ở dưới mình tại dưới cầu về cái đại lộ 71, nhưng mà hôm nay mình chạy vòng trên cầu, mình chạy thẳng quốc lộ 1 về thủ đô Đức Vinh, thì còn 60 cây số thôi, một tiếng nữa rồi mình về tới thủ đô rồi. Và 11:20 rồi mình về đến nhà hàng cơm. Trưa nay vừa mình sẽ dùng một buổi cơm buffet và buffet. Mà bắt đầu mình dùng xong mình tiếp tục đi siêu nguyên. Cho nên thấy dân khu vực này thất nghiệp nhiều lắm. Không có giống như là dân ở thủ đô Phnom Penh, nó nghèo. Ở tỉnh Cà Mau Tràm cũng giàu, mà hôm nay mình không qua tỉnh Cà Mau Tràm đâu. Mình chạy dài qua tỉnh Xoài Riêng, quay qua tỉnh Phê Quang, rồi chút xíu mình qua tỉnh Cành La, bắt đầu mình vô trung tâm thủ đô. Dạ. Mình thấy Campuchia trước năm 1979 thì không có cầu, không có phà nhiều đâu. Có phà nhiều nhưng mà cầu không có, nhưng mà sau năm 79 lên thì đất nước Campuchia phát triển được rất lớn đó rồi ha. Có nhiều cầu đường rất là dài là nước ngoài tài trợ. Campuchia thì sống chính thì nông nghiệp, ngoài ra thì sống được cái tài trợ của quốc tế. Bây giờ đoàn mình chạy qua con đường này, chút xíu đoàn mình sẽ thấy đất nước Campuchia là một đất nước đa đảng, nhà đa đảng. Có nhiều pano, những các đảng dựng lên, những các vùng nông thôn, những mọi nơi để làm gì? Để lấy cái tên để mà đảng đó để mà hoặc truyền thông bầu cử nhiệm kỳ sắp tới. Gia đình thấy là đất nước Campuchia hiện nay đã trải qua 5 nhiệm kỳ thứ 6. Bác này thấy là ở Campuchia nói về chính trị thì là một đất nước đa đảng, và đảng là không phải là đảng độc lập tự do, không phải là đảng cộng sản, mà đây là đảng tự do và tự do. Thì gia đình thấy là ở đây hiện nay có hai đảng nằm trong ghế quốc hội, đó là đảng CPP và đảng Somdangsi. Đó là một cái đảng mà có biểu tượng là một cô nàng Ratchasa, đó là đảng chính phủ Campuchia thành lập từ năm 1979. Còn một đảng nữa là đảng Somdangsi. Cái đảng này có từ năm 1993, trước khi năm 1979 giải phóng lên, đất nước Campuchia vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà mặc dù bộ đội Việt Nam vào đây giải phóng cho đất nước Campuchia hòa bình, nhưng mà vừa có hòa bình mà lại vừa có chiến tranh các vùng biên giới. Bởi vì mình thấy đến năm 1991 được họp tại Paris ngày 23 tháng 10 và được thống nhất trên toàn thế giới là lập một cái cuộc bầu cử giúp cho Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, tại quốc gia Campuchia. Thì lúc đó có rất nhiều nước ung tắc vào đây diện trợ cho Campuchia bầu cử. Nên thấy lúc đó có 23 đảng đứng vào ghế bầu cử quốc hội, nhưng mà cuối cùng đậu được 3 đảng. Đảng thứ nhất là đảng Norom Rengrit, là con của ông vua Norom Sihanouk. Đảng thứ hai là đảng CPP, là thủ tướng Hun Sen. Đảng thứ ba là đảng của ông Sơn San. Mình thấy ba đảng này, trước khi gia đình thấy vừa hòa bình xong năm 79, thì đảng Norom Rengrit, đảng Sơn San, đảng Khieu Somphon nằm trong rừng biên giới Thái Lan để chống lại chính phủ Campuchia trong thời kỳ mà Việt Nam đã giành được sự thắng lợi từ chế độ Pol Pot cho thủ tướng hiện nay. Thì mình thấy là mặc dù hòa bình nhưng mà những cái đảng này hoạt động chống lại chính phủ rất là mãnh liệt, những cái vùng sâu, vùng xa, vùng nào mà có rừng núi là có Pol Pot. Nên đến năm 1993 thì bầu cử, thì lúc đó thì đất nước Campuchia mới thật sự hòa bình. Nhưng mà hiện nay chính trị cũng còn chưa có được thực sự là hòa bình lắm, bởi vì hai đảng này chưa thống nhất một ý kiến giống nhau. Nên thấy là hiện nay là ông Somdangsi đang ở ngoài nước, ổng đang truyền thông, ổng làm sao cho đất nước Campuchia này là hiện nay ông thủ tướng CPP ổng đang ra những cái đề cao bắt những cái đảng mà đảng gọi là đảng đối lập, nhà đối lập. Hiện nay ông Somdangsi ở nước ngoài, ông Sun Suk Kyi hiện nay đang nằm trong cái một cái trong sự mà gọi là thủ tướng đang ra đề cao bắt luôn. Có nghĩa là những cái đảng mà đối lập này hiện nay rất là vất vả. Dạ. Nhưng mà đối với thế giới, quốc tế, trên thế giới, người ta rất là ủng hộ đảng cứu quốc này. Dạ. Người ta ra rất là nhiều điều kiện cho thủ tướng Hun Sen, không có một điều kiện gì để làm khó cho những đảng này, phải cho người ta có một tự do để nói, một tự do để giành được cái gì đó thắng lợi trong cái đảng của người ta. Nhưng mà ông thủ tướng ông không đồng ý, ông Hồng Điệp không có đồng ý đâu, ông không đồng ý. Nhưng mà hiện nay chị thấy là Campuchia đang rối, đang rối. Lý do là không vào một quốc hội thì quốc tế trên thế giới người ta cắt đi những sự tài trợ 45 triệu đô la Mỹ mà đang tài trợ Campuchia, người ta cắt, người ta không cho. Khi nào hai đảng này thống nhất ta mới cho tiếp tục. Campuchia hiện nay đang đang rối. Bởi vì Campuchia là nhờ đâu để phát lương cho dân, để phát lương cho công an, bộ đội, giáo viên,
là nhờ sự tài trợ Liên Hợp Quốc, mà nếu Liên Hợp Quốc cắt đi là giống như đứt gân máu luôn.